trở lại với kênh công cụ dụng cụ của meta.vn. Trước mặt anh em là chiếc máy hàng điện tử Hồng Ký FR200R, và đây cũng chính là sản phẩm mà Meta sẽ giới thiệu đến anh em trong ngày hôm nay. Nên bây giờ thì anh cùng Thu Phương khám phá về sản phẩm này nhé. Bộ sản phẩm của máy hàn này thì gồm một máy hàn FR200R, đi kèm thì có phụ kiện như là kìm hàn với dây hàn dài 3m, kẹp mát với dây mát dài 2m. Trong đó thì kìm hàn bấm rất chắc tay, đầu jack kết nối thì bằng đồng, dây dẫn thì được bọc cao su cho khả năng dẫn điện rất tốt. Đầu tiên là về thiết kế thì như anh em có thể thấy, máy hàn điện tử Hồng Ký FR200R có màu sắc khá nổi bật và bắt mắt. Kích thước cũng khá là nhỏ gọn, có tay jack dễ dàng cầm để mang theo khi làm việc. Máy có trọng lượng khá nhẹ, chỉ 5,5kg nên là việc cất giữ hay mang theo cũng rất là đơn giản. Về cấu tạo của chiếc máy hàn này cũng rất là đơn giản như các máy hàn khác, gồm có nút công tắc bật tắt, đồng hồ dòng hàn, núm điều chỉnh dòng hàn, đèn báo quá nhiệt, lỗ cắm kìm hàn và kẹp mát, và đã có ký hiệu rồi nên là anh em có thể dễ dàng sử dụng. Phía sau thì có ô thoát gió của máy hàn. Và bên trong của máy hàn này thì có một bo mạch 4IG TBT và 3 tụ. Ưu điểm của sản phẩm này là có thể hàn que 2,5 liên tục trong nhiều giờ, que 3,2 ly thì chỉ hàn liên tục từ 3 đến 5 que, hiển thị dòng hàn kỹ thuật số, cho mối hàn đẹp không bị bọt, môi lửa nhẹ, lửa cháy đều. Sử dụng được khi điện thế yếu, nguồn điện chỉ cần trên 180V là anh em có thể yên tâm sử dụng rồi. Máy có chế độ bảo vệ quá tải, quá nhiệt, ứng dụng công nghệ inverter nên tiết kiệm điện năng đáng kể so với các dòng máy hàn cùng loại. Máy được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng và dân dụng. Anh em có thể tham khảo một số thông số kỹ thuật của máy. Máy này thì hoạt động với cường độ từ 20 đến 200 ampe, điện thế là từ 18 đến 20,8V. Trong đó thì máy sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi hoạt động ở hiệu suất 60% với cường độ là 200 ampe và điện thế là 28V. Với con máy này thì anh em có thể yên tâm sử dụng trong gia đình để hàn các mối hàn sắt. Giá của con máy này cũng khá là rẻ, chỉ 1.699.000 đồng tại meta.vn. Khá là rẻ so với thị trường nên là Thu Phương nghĩ là rất phù hợp với các gia đình hay là xưởng cơ khí nhỏ. Với dòng máy hàn que này thì anh em gắn kim hàn vào cực dương, kẹp mát vào cực âm. Như vậy là Thu Phương đã giới thiệu đến anh em chiếc máy hàn điện tử Hồng Ký FR200R này. Và nếu như anh em có nhu cầu đặt mua thì có thể để lại số điện thoại ở comment của video, hoặc là muốn tham khảo thêm các sản phẩm máy hàn khác thì có thể click lên website meta.vn, hoặc muốn được tư vấn trực tiếp thì liên hệ tới hotline tại Hà Nội là 024-3568-6969, hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Meta để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.